Hello, xin chào cả nhà. Gia đình mình đang đi qua coi cái chuồng gà nè mọi người. Cái chuồng gà của ông anh hàng xóm anh làm rồi, anh không có nuôi gà. Anh cho mình nuôi gà. Bây giờ mình qua mình coi cái chuồng gà nó làm sao nha. Trước tiên là phải qua cái cầu khỉ. Có đi qua mà nó nuôi gà mà có người làm chuồng gà sẵn cho nuôi luôn nè. Ta cho gà xong bây giờ làm chuồng gà sẵn cho mình nuôi luôn. Ê, trái thơm chín rồi kìa. Trái thơm chín rồi. Thơm nó không biết ngon không à. Ê, cái chuồng gà của Ma Băng làm nè mọi người. Cái cửa ở đây sửa mà cho cái hình pan này cho cái dạng ấy thôi. Ủa vô pan đi. Ừ, có trứng rồi. Khoai liệu à? Khoai liệu à? Có bốn trứng luôn. Cho mời A Băng phân nó bên cái trời cái chuồng. A Băng để cho nó đẻ là để về nè mọi người. Hả? Ủa sao phân chưa bên nè? Ừ. Chồng mình hả? Chưa xì chưa là thay xì chưa mấy? Ừ. Giờ chị tan mấy? Chị tan hình to đi. Ủa? Cho mô A Băng ơi phân hình to. Quá trời trứng luôn nè. Giờ về đây bắt gà đem qua chuồng bển nè mọi người. Để bên đây nó đem nó bài quá. Bây giờ đi bắt gà nè mọi người. Gà nó chạy tứ lô tua luôn. Bây giờ bắt gà thả vô chuồng. Bên đây có cát có đồ cho nó chạy. Quên coi con này sắp đẻ chưa. Mấy chị vô đó hết rồi. Ê, nó cứ vô xùi không sao. Nó cứ A Băng teo á. Được á. Mấy xùi đẻ. Ở bên đây bây giờ mình nuôi ở đây là nuôi gà bên đây là nuôi nhiều được nhiều á mọi người. Bên đây gà kiển của chồng mình nè. Đó, ban ngày thì mình mở cửa này ra cho nó đi ra ngoài nó kiếm ăn. Ở ngoài này rộng nè mọi người. Ở đây giống như khu này là giống như trang ở Việt Nam đó mọi người. Ở ngoài nè rộng ghê luôn đó. Bên kia ông ăn cơ đang trồng cây. Bên đây cỏ đâu quá trời, đi ra ngoài đây ăn là mau mập lắm luôn á. Nè cái thùng nè. À xui á. À cái gì? Này nước mưa á mọi người. A Băng nó làm cái máng nè. Mưa nó rớt xuống. Còn hứng ở đây. Nè, khu này rộng ghê không? Phía dưới bên đó là mình trồng rau phía dưới đó đó. Bây giờ là mình có chỗ nuôi gà rồi đó. Trời ơi, người ta nói ở hiền là gặp lành đó mọi người. Đó. Qua đây nuôi gà thì anh đó cho gà giống luôn. Xong rồi bây giờ anh cho luôn cái chuồng gà nuôi gà luôn. Sướng gì rồi. À, bây giờ thì máy bay mọi người nha. Máy bay.